Cái bạn vô Facebook của Duy Nguyễn thì bạn bắt được chưa? Chửi thề tôi cho bạn 10 triệu. Chửi thề nha. Bạn vô Facebook của Duy Nguyễn đi, từ lúc tạo tới giờ bạn thấy được một chữ nào mà Duy Nguyễn chửi thề, Duy Nguyễn cho 10 triệu. Các bạn sẽ bị thương nè, đúng không? Mới vô hổ báo có chồn tới đây. Nó xuống không nổi. Nó khổ lắm. Mình tập được 2 tháng rồi các bạn. Bạn thấy sao? Đó. Mình là sinh viên nhanh nhất. Mình ăn mì tôm, mình tập gym nè các bạn. Má nó vô nó bơm thấy mẹ luôn, để vú nó cao lên. Xong rồi nó chụp hình nó còn kéo cong cây cột. Không ai dám đầu tư đó bạn, mà nghĩ là giờ bỏ ra 150 triệu đầu tư cái máy cho nổi này vốn. Không phải cha con phòng game vậy phá giá chết mẹ, phá giá hơn em Kali nữa. Vlog thực hành. Thiết thực. Cụ thể. Châm biếm. Hài hước. Phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao. Gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay là chương trình gì đó thôi khỏi nói. Mà đây là cái máy mới nhập về, Made in USA. Bốn mặt đẹp, đẳng cấp, sang trọng. Gõ vô thấy sang rồi nè. Wow, mấy anh cụ bắp đớp nhựa đúng không? Đó, máy này là xịn lắm em. Ở BBT Bình Tân, BBT quận 9, BBT quận 12 đều có cái máy này. Đây thấy không, dây cáp rất là mảnh, V-Way 100%, im ru. Cái máy cable nó quan trọng nhất là hai điểm. Thứ nhất là nó phải nặng, nó phải chắc, nó không có lắc. Thứ hai là nó phải êm. Nó êm thì chúng ta tập mới vô. Tại vì cái máy cable là cái máy nó chuyên về ép. Nó ép thì nó cần phải có độ mượt. Chứ nó ép mà xịt bạc tầm bậy, chấn thương thấy mẹ luôn, tập vô vậy. Đó là chia sẻ tập lần. Đây là tập rất là nhiều động tác nha. Nhưng mà trong nội dung vlog thực hành ngày hôm nay á, thì Duy chỉ chia sẻ cho bạn động tác ép ngực. Ép ngực. Ở trong ngực chỉ cần bơm và ép thôi đủ rồi. Hồi nãy là Duy nhây ở bên kia là 4 rep. Có lộn, xin lỗi bạn, 4 set về bơm solo. 1 set 8. 8 x 4 là nhiều các đồng chí, 32. Bây giờ qua để ép một lượng cũng là 32. Ở lượng 32 này chúng ta sẽ có hai cách ép. Một là lấy 32 chia 4, hoặc là lấy 32 chia 3 bỏ số lẻ 10 rep một set, hoặc là lấy 32 chia 2. Các bạn hãy trải nghiệm từng cái cung bậc ép như vậy đi. Còn Duy á thì nói chung là thích ép nặng. Thích ép nặng, không thích ép nhẹ nha. Nhưng mà các bạn có thể một hiệp ép nặng, một hiệp ép nhẹ như thế nào để có được cái cảm giác của riêng mình. Còn Duy chỉ là Duy chia sẻ, chứ còn không thể nào đo lường cho bạn cảm giác được. Bây giờ mình chơi bên là 80 pound. Bên 80 pound nè, nó rất là freeway nha các đồng chí. Nên các bạn khách nào mà tập ở THOL mới vô gặp cái này là thấy mẹ liền. Nhất là mấy thằng BT nữa. Hạn chế chỉ khách cái này, cho khách tập stretch ride trước đi. Tập cái này không khéo chặt của tay. Tại vì cái này là cái máy xịn, nó ri quay 100% luôn mấy em. Còn mấy cái máy Việt Nam chế với Tàu chế đó thì nó nằm cái chỗ này cứng ngắc à. Cái chỗ này cứng ngắc à, nguyên cây cứng ngắc. Cái chỗ này thì nó giống nhưng mà chỗ này cứng. Nhưng mà cái này bạn nhìn này không, nó là không thấy không. Nè, nó kia nó không. Nè, rồi nó theo chiều dọc, nó theo chiều ngang nè. Nó ơi. Tức là khả năng control cái cổ tay của bạn nó phải quan trọng. Đừng ham chơi nặng trước khi chưa quen. Nặng rồi đó. Xuống mà không nổi là nặng bạn. Bạn test đi, là đứng. Duy chẳng Duy đương nhiên phải nổi mới quay. Còn các bạn có nè, các bạn sẽ bị thương nè, đúng không? Mới vô hổ báo có chồn tới đây. Mẹ đó, nó xuống không nổi. Nó khổ lắm. Nên chúng ta nè, tập trung. Hai tay xuống nè. Một cái này. Nhớ chưa, cái chiều mà ngực 3T, 3 cái gì quên rồi. Ép ngực gì mà có gái đó, hồi đó làm video đó cũng có 1 triệu view rồi đó. Cũng chơi cái này luôn nè. Nhưng mà cái máy bên đó thì nó không bằng được cái máy bên đây. Cái đó nó thật, cái máy quận 6 cũ á, nó không bằng được cái máy này. Tại cái máy này nó mắc tiền lắm. Nó phải, Duy vẫn nhớ giá chính xác, nhưng mà cái máy này cũng phải trên 150 á. Phải trên 150 cái máy này. Nó không rẻ đâu, không ai dám đầu tư đó bạn. Mà nghĩ coi giờ bỏ ra 150 triệu đầu tư cái máy cho nào đó là vốn. Ông ấy cha con phòng game vậy nó phá giá chết mẹ, nó phá giá hơn Neo bên Cali nữa. Đúng không? Nó tập cái gì đâu mà giờ cái phòng 500 ngàn tháng,
xong rồi khuyến mãi một phát 30%, còn 350, vô hỏi sao ký 10 năm, không hết muốn hỏi luôn, phá vậy đó bạn. Nên nói thật với bạn á, mấy cái thằng nào mà nó chém gió này nọ, mẹ phòng bình dân gì đam mê mày sẽ các kiểu toàn đồ giỡn không, làm gì nó có tiền mà nó mua đồ mắc, thứ nhất nó không có vốn, thứ hai á nó kinh doanh vậy sao nó có lời, đúng không? Mà bây giờ nói chuyện này không kinh doanh nào khoảng lời dẹp dẹp mẹ đi, nó tối ngày kinh doanh ơi khổ quá, than lỗ này nọ, thuế xuống nó em ơi tháng đóng thuế cho chị đi, chồng bác xin lỗi ở Việt Nam thôi chứ bên Mỹ nó xu cái phòng mày luôn. Đó, ra đây em không có trúng em đâu em. Mỗi lần quay video nhân viên nữ của anh ở trong toilet đi ra nó hơi rón rén ngại em em, sợ linh hình nổi tiếng nó tới đâu rồi đúng không, không có đâu làm ăn dễ Việt Nam hết á. Cán bộ thuế xuống hỏi đồng chí ơi tháng này đóng thuế cho mình đi, lỗ lỗ thấy mẹ đóng cái gì, không có xuống 10 lần lỗ đủ 10 lần luôn, không mày lỗ mày dẹp cửa mẹ đi, mày đâm mày mở cái gì nữa, đúng không? Ba gai thì chứ, còn ở bên Mỹ hả, không đóng xu cái phòng không có nhiều nữa. Nó nhiều khi trong giới game bây giờ á nó mất chất rồi mấy bạn, không có thằng nào mà làm ăn nó chuyên về game như Duy hết á, nó vô nó toàn là kinh doanh không à, treo đầu dê bán thịt ngựa, có lộn lộn thịt chó, nói nhiều quá tôi muốn ngủi trơn. Cái này các bạn có thể dùng cái coi cái dây quấn nha, hoặc là không nè, tay trái tay này nó mạnh hơn một tay thôi, cái này nó khó nè, nên làm gì sai cách, cái yếu mình phải xuống trước chỉ đó nha, đó này yếu xuống trước hai tay. À khoan coi nó chỉnh đều không, 80 bên đây cũng 80 nè, không đó, làm lần thôi nha, rồi đứng chu đích ra xíu, dốc người lên vậy nè, không có thấp quá không có cao quá, cao quá nó bật ngửa càng sao xuống, cái này là ép nha, cái này là ép nha, còn như vậy là press nha, đó như đang chỉ ép nhưng chỉ press, tại vì press rồi đó, ép nha, cao tới đây thôi, cao nhiều quá nguy hiểm lắm. Cái này ghê cánh bướm còn hôn nữa. Đó, chỉ thích tầm nặng mà. Cái này thường thường á, anh giang hồ rep chừng 30 bao một bên hết cả nữa. Còn không á, là nó ép nó. Nó gì nè, vậy là đẩy, rất là nặng. Nhưng mà đứng vậy nè, quạt xuống nè, nè dùng cơ nè, quạt xuống cái kịch nè, nó khép cái vú rồi nha. Đó, tại vì tập bên kia là đẩy rồi, thì qua đây ép cho nó đẹp vú, nó lộn đẹp ngực. Không mệt quá, nói thiệt á, má tập không mệt mà nói mệt quá. Đúng là làm cái vlog thực hành nó khổ gấp 10 lần vlog nói chuyện á. Vlog nói chuyện ngồi trong phòng máy lạnh quá, uống ao lip luôn, uống amino đồ chém gió mắt cho mày luôn, ra làm vlog thực hành đồ vừa nói vừa làm vừa tập mệt chết mẹ. Bây cuộc đời chứ không như Nguyễn thật sự luôn bạn. Nhiều khi mình nghĩ là mình cảm thấy tự phụ thiệt. Lên YouTube á, Facebook á, coi tụi nó làm video này nọ kia nó nghiêm túc quá. Xin chào các bạn, mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn, nói chuyện vậy thôi, vô trang nhà nó chửi thề không ra cái gì luôn. Mấy thằng đó nó sống lỗi thiệt chứ, đúng không mấy bạn? Cái bạn vô Facebook của Duy Nguyễn thì bạn bắt được chưa chửi thề, tôi cho bạn 10 triệu chửi thề nha. Bạn vô Facebook của Duy Nguyễn thì từ lúc tạo tới giờ bạn thấy được một chữ nào mà Duy Nguyễn chửi thề, Duy Nguyễn cho 10 triệu không được gì được cái nhiều tiền thôi. Mình nói chuyện với trách nhiệm, Duy nói sai bạn đam hay 1 triệu. Oh my god, wow. Hồi nãy là chỉ các bạn tập ép mạnh, ép mạnh để cơ nó giãn ra, ép lại giãn ra, ép lại cho nó vô cơ nha, cho nó vô cơ. Bây giờ chỉ các bạn ép nhiều, ép nhiều bạn ép tới nước mà axit lactic nó trào ra luôn, ép tới mẹ nó mỏi tới đến là cạn kiệt nguồn tài nguyên trong cơ luôn. Để kết thúc đó, khi mình tập gym á, mình có những cái tip mà tôi khẳng định với các bạn, mấy cái tip này là mấy thằng BT nó không bao giờ nó chỉ, nó có biết đâu mà nó chỉ, mà nó biết nó cũng không chỉ nữa, đời mà không trách nó được mấy em. Đó, bây giờ mình giảm tạ vô phân nửa, đó độ này vừa rồi nè, má ép xong một cái hả, nó thiệt bà cái ngực nó phồng lên khúc vậy nè. Bởi vì mấy cái thằng sống ảo nó tập cho đã đời lên chụp hình, mình tập được 2 tháng rồi các bạn, bạn thấy sao? Đó, mình là sinh viên năm nhất, mình ăn mì tôm, mình tập gym nè các bạn. Má nó vô nó bơm thấy mẹ luôn, để vú nó cao lên, xong rồi nó chụp hình nó còn kéo cong cái cột nữa.
À lộn lộn, xin lỗi mấy thằng trai, trong cái cầu một mấy nhỏ gái. Nó đưa đít vậy nè. Nó chụp mày kéo đi, mà nhìn đừng có nhìn mông nó. Mà nhìn cái cột ăn sao á. Nó ảo tới cái độ đó đó mấy em. Nên nó thiệt cái tao bằng Facebook của anh đó. Mà hả? Đứa con gái nào khoe mông lóc luôn. Cho nó gọn đi. Cái con đó sống ảo kinh. Mông má chả gì làm tao tốn thời gian lấy mẹt đi hẹn. Xong về thất vọng chai chai luôn. Còn mấy dân ở ngoài nó xạo cái ngực, dân ghim nó xạo cái mông, chịu không nổi luôn em. Bởi vậy cái thằng Facebook nè, cái thằng Instagram nè, nó nợ cánh đàn ông 1000 lời xin lỗi luôn chứ phải một lời nữa. Bực lắm. Ủa nhiêu ký vậy? 40 phải không? Dạ. Nè, đứng. Cục chu giống nãy thôi. Ê, khoe mông không mấy em? Đúng không? Hồi nãy mày nhỏ gái khoe mông mà, tao khoe lại. Má mông không bằng ai hết mà không khoe nè. Nè, đúng chưa? Đó. Không. Nè, tay giang ra, ép vô. Thấy êm không? Máy êm không? Máy vậy mới tập chứ. 400.000 tháng mấy em. Đóng 3 năm. Nói thiệt, 500.000 tháng đóng 1 năm, 1 triệu tháng đóng 1 năm. Ô lộn, 1 triệu tháng đóng 1 tháng. Không có chỗ nào tập rẻ hơn BBT đâu. Không có chỗ nào đồ ngon BBT nữa. Mà không có chỗ nào mà cái chất ghim nó bằng BBT luôn. Thiệt. Ông Hoàng Gamer rồi, Gim Chúa rồi. Ủa tập nhiêu cái vậy ta? Hả? Ai mày hết pin chưa? Tao nghĩ nha. Chứ thấy nó chớp chớp đèn rồi kìa. Thôi nghĩ mày. Giờ qua chỉ bài tập tay sau. Rất bữa rất hay. Kiếp lùa về dành cho những gamer già. Chuẩn bị bye bye nha. Con coi video tiếp theo về tay sau. Mình tập là tay sau nó phải đẹp. Cái gì đó cũng phải đẹp hết. Gim là gì toàn diện nha. Bye bye. Hấp dẫn không? Mà nó rung nè. Tập cái vô nó rung kìa. Con thấy nó rung không? Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.